những cái gì mà Lâm đã vượt qua thì cũng Lâm không thể nào mà vượt qua được nếu mà trong máu của mình không có máu Việt. Xin bố mua cái áo, một cái áo Việt Nam, bố mua cho em và em viết ở sau lưng Việt Nam, và mỗi trận đấu ở bên Nga là em mặc lót trên cái áo thi đấu của mình. Rất là nhiều khó khăn, cả đời là phải học hỏi, cả đời là phải cố gắng yêu bóng đá, tin vào bản thân mình. Lâm có buồn không khi mà khi Lâm mới về Việt Nam ấy, phần lớn là các thầy, thậm chí là cả các thầy ở U19 ấy, thì có nhận xét rằng là cái kỹ năng bắt bóng của Lâm là nó không tốt. Thì lúc đấy Lâm cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là các thầy nhận xét như vậy thì mình cũng phải tôn trọng. Tại vì lúc đấy là em không nhớ là có một thầy nào mà đến với mình xong rồi bảo là Lâm không tốt chỗ này, Lâm không có thể nào bắt bóng được, thì cũng không chưa ai nói thẳng với mình như vậy. Chỉ là có những cái điểm yếu thì các thầy giúp đỡ cho mình. Còn bản thân mình thì lúc nào cũng tự tin vào bản thân, lúc nào cũng không bao giờ có những cái suy nghĩ là mình không phải là thủ môn. Lâm đã viết một cái lời gọi là cuối cùng để có thể là kết thúc cái giấc mơ khoác áo đội tuyển của mình cho thầy Miura. Lúc đấy thì vì sao Lâm lại viết một cái lời nó lại kiểu thấm thiết như thế? Em nhớ là thời điểm đấy là em vẫn đang thi đấu cho các đội nghiệp dư, và vào một thời điểm đấy là em đã vô địch được một cái giải gần như là cao nhất của nghiệp dư, là giải vô địch quốc gia Nga, sân 8 người, em đã giành chiếc vô địch. Thì cái tự tin đó cho Lâm cái tự tin là mình vẫn có thể thi đấu được chuyên nghiệp. Và cùng với thời điểm đấy, lúc đấy là SEA Games chuẩn bị bắt đầu. Lâm hay vào Facebook hay là thấy báo đăng là các bạn bè đang chuẩn bị cho một cái giải đấu lớn như vậy, thì mình cảm giác là mình rất là tự tin vào bản thân mình. Mình cũng rất là muốn được cùng với các bạn tập luyện và thi đấu cái giải đấu lớn như vậy. Và lúc đấy là cũng là năm cuối cùng khi Lâm có thể tham gia SEA Games. Lúc đấy Lâm nhớ là buổi trưa Lâm chỉ biết là lên Facebook và viết những cái cảm xúc của mình lúc đấy, với cái mong muốn là được cùng với U23, cùng với tất cả bạn bè tập luyện và chuẩn bị cho SEA Games. Và khi bị thầy Miura từ chối thì cái cảm xúc của Lâm như thế nào? Và làm nào để vượt qua nào? Lúc đấy không biết tại sao, nhưng lúc đấy là mình vẫn rất là tự tin là thầy Miura vẫn sẽ gọi mình để mà mình có thể tập. Nhưng mà khi thầy đã nhắn tin cho mình là thầy cũng đã có buổi họp với ban huấn luyện và mọi người cũng đã quyết định là không có thể nào mà gọi được Lâm ấy, thì tất nhiên buồn là buồn lúc đấy thôi. Thì sau đó là mình cũng hiểu mà, cũng hiểu ban huấn luyện, cũng hiểu thầy, mà không thể nào mà gọi được một người từ xa mà SEA Games thì sắp còn 1-2 tuần nữa là phải bay sang đấy để thi đấu rồi. Thì lúc đó thì Lâm chỉ có đợi cơ hội khác thôi. Và cơ hội khác cũng đã mở khi sau 1-2 tuần chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá đã gọi cho Lâm. Thực ra Lâm hiểu như thế là vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì lúc đấy thầy Miura không phải là từ chối Lâm, ban huấn luyện không từ chối Lâm. Nhưng bởi vì là họ đã đăng ký danh sách sơ bộ rồi mà không có Lâm, thành ra là họ không thể gọi Lâm được. Và về sau thì chính thầy Miura cũng trách bên phía liên đoàn là tại sao có nhân tài ở các nơi mà lại không giới thiệu cho ban huấn luyện. Và ban huấn luyện hoàn toàn không biết là có Lâm ở bên Nga. Đấy, thôi thì không sao cả, tất cả mọi thứ nó cũng là một cái để mình trải nghiệm. Rồi một lần nữa, mà cá nhân Minh Hải thấy là Lâm hoàn toàn là xứng đáng, thậm chí là huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh nói rằng là ông đã nói với huấn luyện viên Park Hang-seo là phải giữ lại Lâm. Đấy là cái trường hợp ở ASEAN. Lúc đấy Lâm chắc chắn là rất thất vọng rồi. Không, đó không phải là thất vọng, đó là chỉ là cái buồn vì mình không thi đấu được cho một cái giải cũng là rất là lớn ASEAN. Tại vì em rất là tôn trọng thầy Park, tôn trọng thầy Cảnh, và mọi người đã quyết định như vậy thì em chấp nhận và không buồn hơn là khi em buồn khi không được đi SEA Games.
Em chỉ biết là lúc đấy là thầy Park quyết định như vậy là rất tốt, tốt cho đội tuyển. Và lúc đấy thì thầy Park nói gì với Lâm? Khi mà có rất nhiều những cái luồng thông tin cho rằng là ông gọi Lâm lên để tạo một cái cú kích thích cho Dũng tập. Em cũng không biết là đó là kích thích cho Dũng tập hay là như thế nào. Em chỉ biết là khi em có tên ở trong danh sách là em phải xách đồ em lên đội tuyển. Em làm nhiệm vụ của mình, tập luyện thi đấu. Trước khi về câu lạc bộ thì thầy Park đã nói là hẹn gặp Lâm ở Suzuki Cup. Và Lâm cũng là một trong số những thủ môn, có lẽ là nói là duy nhất thì cũng chính xác, tính đến thời điểm này, là cũng đã thuê thầy riêng, bỏ tiền túi của mình ra để các thầy đến bổ trợ cho mình những cái tố chất mà mình còn thiếu. Lâm có thể kể những cái câu chuyện đấy không? Lâm đã phải bỏ ra mất bao nhiêu tiền và vì sao Lâm lại làm như vậy? Đó là năm ngoái, năm 2018, là năm mà cuối năm có giải Suzuki Cup, còn giữa năm là có giải ASEAN, thì em đã quyết định là tìm cái gì đó để mà mình có thể cải thiện được mình và có một phong độ tốt nhất. Những cái gì mình tập ở trong câu lạc bộ và đã tập một mình thì em cảm thấy là nó không đủ để mà có một cái phong độ tốt vào cuối năm, tại vì năm đấy là cũng là rất là quan trọng. Trước giải Suzuki Cup thì Lâm mới gọi một người thầy từ bên Nga, bạn ấy là tên là Jam và cũng đã sang Hải Phòng và tập luyện với Lâm đúng 3 tuần. Cái lần đầu tiên lúc mà em gọi Jam sang tới Việt Nam thì là lúc đấy em phải trả lương hàng tuần cho thầy, trả tiền ăn uống, tiền máy bay với chỗ ở. Hôm trước thì là thầy ấy ở cùng với Lâm ở Hải Phòng. Trong vòng 3 tuần thì Lâm cũng mất khoảng tầm 100 triệu trong vòng 100 triệu. Và cái việc mà được khoác áo đội tuyển Việt Nam và vô địch cùng với đội tuyển Việt Nam, thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam ở những cái giải đấu tầm châu Á, nó có ý nghĩa như thế nào với Lâm? Suzuki Cup là một cái giải đấu lớn nhất của Đông Nam Á và Việt Nam 10 năm trước đã vô địch được cái giải này. Lâm và tất cả các anh em trong đội và ban huấn luyện khi bước vào giải đấu là chỉ nghĩ đến vô địch. Lúc đấy là có cái tinh thần rất là cao và tinh thần vô địch. Em thật sự em không có nghĩ đến một cái kết thúc khác ngoài chức vô địch. Thì Lâm nghĩ thế nào khi mà đồng đội ghi bàn mà Lâm ăn mừng với một cái điệu chào như này? Lâm bây giờ có thể giải thích lại xem là cái điệu chào này nó có ý nghĩa gì không? Lâm nhớ là cái đó là cái lúc mà đội tuyển Việt Nam ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Malaysia ở vòng bảng. Thì lúc đấy là cũng gần như hết giờ rồi và Lâm cảm thấy là chắc chắn là mình vượt qua cái một trong những đội mạnh nhất ở trong cái bảng đấy. Thì khi mà Lâm chạy ra về phía khán giả và làm động tác như vậy, có nghĩa là mình như là lính, như là mình là người Việt, mình phục vụ cho đội tuyển quốc gia, cho cả đất nước Việt Nam. Nó cũng như là Juba ghi bàn thắng ở World Cup cũng hay ăn mừng như vậy. Và cái giai đoạn ở Hoàng Anh Gia Lai cũng rất khó khăn. Giai đoạn ở Hoàng Gia Lai thì em cũng không thể nào mà nói được nó khó khăn, vì ở đấy thì môi trường ở đấy thì cũng tốt, ở đấy cũng có các huấn luyện viên rồi các bài tập. Khó khăn ở đấy là cái là cuộc sống sinh hoạt, tại vì lúc đấy là em mới 17, 18 tuổi về từ bên Nga, và cái khó khăn nhất là khi chuyển từ môi trường này qua môi trường kia, đó là cái khó khăn, chứ ở trong cuộc sống thì em không có gặp khăn. Khi mà nói chuyện với rất nhiều những đồng đội cũ của Lâm ở Hoàng Anh Gia Lai, dụ như Đông Triều hay là một số anh em, thì anh em nói rằng là cái giai đoạn ở Hoàng Anh Gia Lai ấy, là Lâm rất là chăm học tiếng Việt. Lúc đấy cái vốn tiếng Việt của Lâm như thế nào, và sau khi mà Lâm học ở Hoàng Anh Gia Lai xong thì vốn tiếng Việt nó được phát triển ra sao? Ở Gia Lai thì
lãnh đạo đã thuê cho Lâm một cô giáo, hình như là hai lần trong tuần ấy, thì có cô giáo tới câu lạc bộ và dạy Lâm viết và dạy đọc. Nên là cũng cảm ơn Hoàng Gia Lai là vì các cô chú Lâm mới biết đọc và biết viết tiếng Việt. Lâm nhớ là cũng khá là khó đọc, khá là khó tại vì có 5 cái dấu mà phải lúc nào cũng phải đọc những cái từ đấy, cũng khá là mỏi miệng luôn. Nhưng mà Lâm nhớ là mất khoảng tầm 1 năm là Lâm có thể đọc từ và viết. Và kể cả là tiếng Việt không dấu. Cũng sau này, đấy là sau này. Làm thế nào để Lâm có thể đọc tiếng Việt không dấu nhỉ? Bởi vì nói thật, ngay cả một người Việt mà đọc tiếng Việt không dấu nó cũng khó lắm. Em còn nhớ là đọc không dấu là mình theo đọc theo cảm giác thôi. Tại vì chữ thì quan trọng là cái chữ nó giống tiếng Anh, thì lúc đấy thì nó cũng dễ hơn. Nhưng mình có hiểu không, và có lần nào mà bị hiểu lầm không? Có chứ, lời đầy mình cũng nhắn tin sai, hoặc là kể cả nói mình cũng sai được. Ví dụ sau này mình biết là mình không có thể nào mà được với những người lớn. Thì ví dụ khi thầy hỏi mình cái gì thì mình không có nói dạ mà mình lại nhưng mà đó không phải là do mình cố tình mình nói như vậy, mà mình chỉ là không biết thôi. Sau này khi cô chú ở nhà dạy thì mình mới biết là với những người lớn thì mình phải dạ, mình phải vâng. Và một trong những cái điều mà anh rất là phục ở Lâm là tại sao một cầu thủ sinh ra ở châu Âu, tương lai rất là rạng ngời như thế mà em lại quyết định đi một con đường khó khăn là về Việt Nam, mặc dù trước đó chưa có ai thành công. Khi em còn ở Dynamo ấy, và gần như sắp hết hợp đồng đào tạo trẻ, và cái năm cuối cùng ấy, để mà em có động lực thi đấu những cái giải cuối cùng, xin bố mua một cái áo Việt Nam. Rồi bố mua cho em và em viết ở sau lưng Việt Nam. Và mỗi trận đấu ở bên Nga là em mặc lót trên cái áo thi đấu của mình. Lúc đấy mình cũng có những cái suy nghĩ là sau này mình muốn được về thi đấu cho đất nước mà bố mình sinh ra. Và sau này khi câu lạc bộ ở bên Nga đã không ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội 1, thì ngay lập tức Lâm cũng không có một cái ý định là đi thử việc các đội khác, hoặc là các đội hạng nhì hay là gì đấy, mà là tự nhiên chỉ là xin bố về Việt Nam để thử việc các câu lạc bộ Việt Nam. Và cái tình yêu dành cho Việt Nam rồi ngôn ngữ Việt Nam được bố mẹ dạy em ở trong ngôi nhà thì mình như thế nào? Từ nhỏ thì bố nói chuyện với em là bằng tiếng Việt, cũng giống như tất cả các hai em ở nhà. Rồi thì ăn cơm cũng ăn cơm Việt Nam. Ở nhà trước là khi bố còn làm chợ bán quần áo thì cũng có rất là nhiều người Việt về nhà mình ăn uống, cho nên là xung quanh cũng rất là nhiều người Việt. Vì vậy chắc là em mới vẫn nhớ được tiếng Việt. Đâu là cái văn hóa Việt Nam mà em thấy em thích nhất? Cái nét văn hóa nào là cái nét văn hóa mà làm cho Lâm cảm thấy nó rất là giá trị và nó làm cho mình cảm thấy rất là thích thú? Cái nể nhất là cái chịu đựng, chịu khó, vượt qua những cái khó khăn. Cũng như nếu mà Lâm, trong máu Lâm không có máu Việt thì Lâm nghĩ là Lâm không thể nào mà sống được ở bên Lào. Hoặc là những cái gì mà Lâm đã vượt qua thì cũng Lâm không thể nào mà vượt qua được nếu mà trong máu của mình không có máu Việt. Thế thầy, và trải qua một cái giai đoạn rất là dài như thế, chúng ta có thể nói là mình cố gắng lên, mình có thể cố gắng một ngày, một tháng, một năm. Chứ mà cố gắng như Lâm là mười mấy năm như thế thì lấy động lực đâu ra và lấy đâu sự kiên trì để Lâm có thể làm được cái việc đấy? Tại vì em nghĩ là một con người không quan trọng phải là bóng đá hay là cái gì, hay là cái môn khác hoặc là cái việc khác, cả đời là phải học hỏi, cả đời là phải cố gắng. Con đường của Lâm là Lâm yêu bóng đá và tin vào bản thân mình. Tất nhiên là những cái khó khăn cũng có những lúc mà mình cũng muốn dừng lại. Nhưng mà lúc mà có cái thời điểm đó, lúc mà mình dừng lại, mình không ra sân tập nữa, thì mình thật sự là rất là nhớ. Cũng đã từng đi thi vào đại học kế toán, khi chỉ có ngồi trong lớp 2 tháng,
cũng cái thời gian đấy nó cũng rất là giá trị, tại vì mình ngồi mình không hiểu một cái gì cả, thì lúc đấy mình biết là mình phải làm cái gì mà mình yêu thích và cái gì mình đậm có đam mê thì mình mới làm được. Cho nên là lúc đấy thì Lâm cũng quyết định bỏ học một kế toán và Lâm đi thi đấu cho những cái đội amateur ấy, những cái đội nghiệp dư phong trào. Em nhớ là em là một thủ môn, một trong những thủ môn xuất sắc nhất các giải đấu phong trào. Trong xe ô tô của em lúc nào cũng có một vài đôi găng tay. Ví dụ em đang trên đường đi chơi hoặc là em đi làm cái gì đó thì có một cuộc gọi bảo là Lâm ơi, đội đang thiếu thủ môn này. Bây giờ tiền thì ví dụ như thế này, 200-300 hay là 500.000 đấy. Thì là bảo là mày có sang đây bắt không? Đấy, thì Lâm thỉnh thoảng bỏ đi chơi với bạn bè thì lái về sân vận động để thi đấu cho những cái giải phong trào, cũng là một cái thời gian cũng khá thú vị. Lúc mà họ hỏi em về cái giai đoạn khó nhất trong sự nghiệp của em ấy, thì cái đầu tiên là em nhớ ra là cái thời gian lúc mà em ở bên Lào, là khi mà em được Hoàng Gia Lai cho sang bên Lào để mà có kinh nghiệm thi đấu. Thì lúc đấy thì em thường xuyên được thi đấu ở giải Lào, nhưng mà cái cuộc sống ở Lào và cái môi trường đấy thì cũng mang đến rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong sân và cũng ở ngoài sân. Những cái chuyện khó khăn sau này thì em lại thấy nó lại là vừa buồn cười vừa vui. Tại vì những cái thời gian mà em qua ở bên Lào ấy, thì bây giờ em mới có những cái chuyện để kể với bạn bè, giống như là cái xe buýt ở trong ở Lào, là xe buýt của đội thì ở trong xe buýt không có máy lạnh và không có nổ được bằng chìa khóa, nên cho nên là mỗi khi buổi tập bắt đầu thì cả đội xuống trước xong rồi đẩy xe khoảng tầm từ 3 đến 5 mét để mà xe nó khởi động lại. Xe nó đang ở trên nắng nóng mấy tiếng đồng hồ thì không có ngồi được lên trên cái ghế, nên là phải đổ nước xong mới ngồi. Thế là như thế thôi, ra sân tập khoảng tầm 15 phút mà đã đổ hết ra mồ hôi rồi, rất là nóng, nắng nóng. Xuống tập thì sân vận động thì các sân vận động thì cũng rất là xấu. Vừa rồi lúc mà đội tuyển Việt Nam thi đấu ở bên Lào, anh em còn cũng chê cái sân đấy là rất xấu. Kể cả hình như là hôm trước là cũng suýt bị hủy buổi tập vì sân vận động rất là cứng. Và còn cái câu chuyện mà không có wifi nữa cơ. Chính xác là không có wifi. Em nhớ là em phải mua sim. Mà chỉ có sau này em mới mua được sim và đăng ký 3G. Thì hôm đấy là cùng phòng với một anh người Nigeria. Hai người chia sẻ với nhau cái sim để mà vào mạng để mà nói chuyện với gia đình. Vì sao lại mua một cái sim nó lại khó khăn như thế? Lúc đấy thì cái thu nhập của Lâm như thế nào? Đó cũng phải là vì cái thu nhập mà là lúc đấy hình như ở cái khu mà đội ở ấy, hình như là không bắt được 3G hay sao ấy. Còn wifi thì ở đấy thì không có. Về thu nhập thì lúc đấy thì cũng không phải là nhiều. Em nhớ là thời gian đấy thì bố mẹ cũng giúp đỡ và cũng gửi tiền cho em để em có thể sống được bình thường. Nghe có vẻ rất là ngược đời đúng không? Một cầu thủ đi đá bóng lẽ ra phải mang rất là nhiều tiền bạc về cho gia đình, nhưng cuối cùng mình lại phải nhận sự hỗ trợ của bố mẹ. Lúc đấy thì Lâm nghĩ gì và điều kiện thực sự lúc đấy nó ra sao? Khó khăn trong sân và ngoài sân. Nhưng mà cái điều mà làm Lâm không bỏ cuộc và làm Lâm thích là mỗi ngày là em có thể ra sân tập luyện cùng với đội, và mỗi cuối tuần em được thi đấu. Mặc dù đó là ở bên Lào, nhưng mà em bây giờ em vẫn còn nhớ những cái cảm xúc là em được thi đấu. Nó rất là sướng và em thích cái điều đấy, vì tại vì lúc mà hồi đấy là ở Việt Nam thì em chưa có cơ hội ra sân thi đấu. Cái quan trọng nữa là bố mẹ ủng hộ. Bố mẹ tất nhiên là lo lắng, nhưng mà thấy cái đam mê của em nó to lớn và em thật sự yêu bóng đá thì bố mẹ vẫn tiếp tục ủng hộ. Và trong cái giai đoạn khó khăn thì bố mẹ cũng không nói gì hết, chỉ có thể là gửi tiền hoặc là gửi gì đó để mà Lâm vẫn tiếp tục theo đam mê của mình. Bởi vì trong cả một cái quá trình của sự nghiệp của Lâm
thì anh thấy rất nhiều những giai đoạn khó khăn. Nhưng tại sao Lâm lại chọn cái giai đoạn ở Lào là khó khăn nhất? Chắc là do những cái điều kiện để mà tập luyện ở đấy nó không có được tốt. Nó không phải là không được tốt mà quá là không được tốt. Cho nên là em cảm thấy là nó là rất là khó khăn. Với lại ở đấy là xa các cô chú, ở Việt Nam thì còn có cô chú. Ở đấy thì toàn là người Lào và cũng tiếng Anh lúc đấy Lâm cũng không nói được. Tiếng Lào cũng không nói được. Chỉ có biết là tập luyện và ăn ngủ thôi, chứ không có ngoài, không có một cái gì ngoài ba cái chuyện đấy. Và cũng nghĩ là sẽ một ngày nào đó sẽ thi đấu được cho những cái đội tốt hơn. Cứ khi mà nhắc đến cái thời gian ở Lào của Lâm ấy, là không hiểu sao trong đầu của anh nó cứ hiện ra những cái hình ảnh đẩy ô tô này, không có wifi này, và chuột chạy lùm ngùm trong phòng. Đấy, nói chung là nó cũng vừa khó khăn, nhưng mà sau này lúc mà nhớ lại thì thấy vui. Bây giờ thì mọi người cũng vẫn hay gọi Lâm là Lâm Tây. Một số người đã bắt đầu chuyển cách xưng hô rồi, gọi là Lâm Ta rồi. Bây giờ Lâm thì Lâm thích gọi là Lâm Tây hay là Lâm Ta? Và tại sao lại như thế? Em thì thích, chắc là em thích cả hai. Người ta họ gọi em Lâm Tây hay Lâm Ta cũng được, nhưng mà em vẫn là Lâm thôi. Em vẫn là Việt, em vẫn là nửa Nga nửa Việt. Và nó cũng không phải là quá là quan trọng họ, mọi người gọi em nào, quan trọng họ ủng hộ, họ động viên là em thấy vui. Thưa quý vị và các bạn, là với Lâm thì không có điều gì quan trọng bằng tập luyện và thi đấu. Tất cả mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là cái vỏ hộp thôi. Còn cái điều quan trọng là cái bản chất ở bên trong. Lâm vẫn là Lâm, cho dù chúng ta gọi là Lâm Tây hay Lâm Ta, thì em vẫn đang hàng ngày hàng giờ cố gắng để tạo ra cái phong độ tốt hơn, tạo ra màn trình diễn tốt hơn và đóng góp chung vào sự phát triển của đội tuyển Việt Nam. Tôi nói rất nhiều rồi mà, bố không làm được gì cho Việt Nam. Việt Nam bỏ tiền ra để cho bố ăn học rồi, bố phải về với Bắc Hồ phục vụ cho Việt Nam, phục vụ cho nghệ thuật Việt Nam. Nhưng bố ở đây thì sao? Vì lúc đó con 5 tháng trong bụng, bố không thể bỏ lại, đấy là giọt máu của mình, của người Việt Nam. Bố không, tức là học xong không quay lại để phục vụ cho người đất nước Việt Nam. Nếu như đây là cái trả nợ cho bố, không gì bằng.